Tử Vi tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, được thần tài báo mộng, gặp vận đổi đời, tiền về tới tấp, giàu có nhất vùng 2 tháng tới. Xin kính chào quý cô bác đang theo dõi kênh Phúc Tự Tâm. Kính chúc các bác tháng mới nhiều sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Các bác thân mến, trong cuộc sống, ai cũng mưu cầu hạnh phúc và sự giàu có. Nhiều người không được sinh ra trong gia đình ấm no, sung túc nhưng nhờ tính cách tuyệt vời, luôn nỗ lực và cố gắng để vươn lên nên được Thượng Đế và các vị thần may mắn chiếu cố. Cuộc sống tương lai luôn gặp được nhiều điều tốt đẹp. Tử Vi học có nói, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai sinh ra cũng giàu có và viên mãn. Những thành công mà muốn có được thì phải phấn đấu không ngừng, thậm chí là phải đánh đổi bằng rất nhiều thứ. Trong năm Giáp Thìn 2024 này, có nhiều con giáp được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Cuộc sống của họ trong những năm trước khó khăn thế nào không biết, nhưng năm nay sẽ thăng hoa theo một cách tuyệt vời. Có thể thấy rằng, vận số của con giáp tuổi Kỷ Dậu đã đến. Đây là con giáp được định sẵn sẽ mang mệnh giàu có. Và trong năm nay họ sẽ được tội nguyện khi sự nghiệp và cuộc sống gặp nhiều may mắn. Tất cả đều vận hành trơn tru, cuối năm thăng hoa rực rỡ. Để nắm rõ vận trình tử vi chi tiết của mình trong 2 tháng tới, Phúc Tự Tâm xin mời các bác cùng theo dõi chi tiết video ngay sau đây các bác nhé. Tử Vi tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, được thần tài báo mộng, gặp vận đổi đời, tiền về tới tấp, giàu có nhất vùng 2 tháng tới. Đặc trưng tính cách tuổi Kỷ Dậu. Kính thưa quý vị khán giả, tuổi Kỷ Dậu 1969 là một con giáp mang nhiều nét đặc trưng riêng biệt. Với thiên can Kỷ và địa chi Dậu, những người sinh năm 1969 không chỉ là những người kiên cường trong cuộc sống mà còn được trời phú cho sự bền bỉ, kiên định, nhưng cũng không thiếu phần tinh tế trong cách đối nhân xử thế. Tính cách tuổi Kỷ Dậu mang những đặc điểm rất đáng chú ý, giúp họ vững vàng trước những thử thách và cơ hội mà cuộc sống mang lại. Người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 thuộc mệnh Thổ, cụ thể là Đại Trạch Thổ, đất cồn lớn, một dạng đất rộng rãi, bao la và mạnh mẽ. Điều này thể hiện một nền tảng vững chắc trong tư duy và phong cách sống của họ. Người tuổi Kỷ Dậu nổi tiếng với tính cách trung thực, thẳng thắn và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Trong giao tiếp, họ luôn giữ cho mình một thái độ chân thành, cởi mở và chính trực. Điều này giúp họ nhận được sự tin tưởng từ đồng nghiệp, bạn bè và cả trong gia đình. Với sự chăm chỉ và kiên trì bẩm sinh, người tuổi Kỷ Dậu luôn sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách mà không hề nản lòng. Dù cho công việc có gian nan, khó khăn, họ vẫn kiên quyết giữ vững lập trường, từng bước tiến tới mục tiêu đã đề ra. Đặc biệt, trong công việc và sự nghiệp, quý vị tuổi Kỷ Dậu thường không chấp nhận thất bại. Họ luôn tìm cách khắc phục những khó khăn và biến những trở ngại thành động lực để vượt qua. Người sinh năm 1969 cũng rất giỏi trong việc quản lý thời gian và công việc của mình. Họ thường có thói quen lập kế hoạch rõ ràng và tỉ mỉ, không để bất kỳ chi tiết nào bị bỏ qua. Điều này đặc biệt quan trọng, vì sự tỉ mỉ và chu đáo giúp họ tránh được nhiều sai sót không đáng có trong công việc. Nhờ vậy, họ luôn được đồng nghiệp và cấp trên đánh giá cao. Tuy nhiên, không phải lúc nào sự kỹ tính cũng mang lại kết quả tốt. Do quá thận trọng và cân nhắc kỹ lưỡng, người tuổi Kỷ Dậu đôi khi bỏ lỡ những cơ hội quý giá. Cơ hội có thể đến bất ngờ, và đôi khi việc suy nghĩ quá lâu lại dẫn đến sự chần chừ và mất đi những dịp quan trọng. Vì vậy, nếu quý vị sinh năm 1969 muốn tiến xa hơn nữa, cần học cách nắm bắt cơ hội khi nó xuất hiện và biết khi nào cần hành động dứt khoát. Tuổi Kỷ Dậu, mệnh Thổ,
là những người rất coi trọng danh dự và lòng trung thành. Họ không chỉ chăm chỉ làm việc vì lợi ích cá nhân mà còn luôn sẵn lòng giúp đỡ cộng đồng và xã hội. Tính cách này giúp họ xây dựng được một mạng lưới quan hệ rộng rãi và vững chắc. Tuy nhiên, để có thể phát triển mạnh mẽ hơn, quý vị kỷ dậu cần mở lòng hơn trước những thay đổi trong cuộc sống. Thực tế, người tuổi kỷ dậu thường rất cẩn trọng và kỹ tính khi đưa ra quyết định. Điều này giúp họ tránh được nhiều rủi ro trong cả công việc lẫn cuộc sống hàng ngày. Nhưng cũng chính vì điều đó mà đôi khi họ bỏ lỡ cơ hội, đặc biệt là trong những thời điểm mà việc nhanh nhạy quyết đoán sẽ mang lại thành công lớn. Lời khuyên cho những người sinh năm 1969 là hãy học cách mở rộng tầm nhìn, chấp nhận những thay đổi mới mẻ và tin tưởng vào khả năng của bản thân nhiều hơn. Kính thưa các bác tuổi kỷ dậu, tháng 9 và tháng 10 âm lịch sắp tới sẽ mang lại những thử thách và cơ hội đan xen. Vì vậy, sự thận trọng và linh hoạt trong tính cách sẽ là yếu tố quyết định sự thành công của quý vị. Tuy nhiên, như đã nói, nếu quá kỹ lưỡng, quý vị có thể bỏ lỡ những cơ hội quý giá, nhất là trong tháng Giáp Tuất, thời điểm mà cơ hội sẽ đến bất ngờ. Hãy nhớ rằng, dù tính cách cẩn thận là điểm mạnh của người tuổi kỷ dậu, nhưng đôi lúc chúng ta cũng cần biết khi nào phải mạo hiểm để đạt được những mục tiêu lớn hơn. Trong tháng Giáp Tuất, sự tương sinh của hành thổ sẽ là một lợi thế, nhưng đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu cao về sự nhạy bén và linh hoạt trong xử lý công việc. Đừng để sự cẩn trọng khiến quý vị bỏ lỡ những gì đáng giá. Ngược lại, tháng Ất Hợi thuộc hành mộc có phần tương khắc với hành thổ của tuổi kỷ dậu sẽ là giai đoạn cần sự cân nhắc kỹ lưỡng. Đây sẽ là thời điểm mà sự kỹ tính của quý vị có thể phát huy tối đa hiệu quả, giúp tránh khỏi những quyết định sai lầm. Như vậy, tính cách của tuổi kỷ dậu 1969 không chỉ giúp quý vị xây dựng được nền tảng vững chắc trong cuộc sống và sự nghiệp mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc vượt qua những thách thức trong tháng Giáp Tuất và Ất Hợi. Hãy giữ vững sự tự tin và không ngừng học hỏi, mở rộng tư duy để có thể tiến bước vững chắc trên con đường phía trước. Đặc trưng tháng 9 âm lịch xét theo thiên can và địa chi. Tháng 9 âm lịch tháng Giáp Tuất, thiên can Giáp, địa chi Tuất. Kính chào quý vị tuổi kỷ dậu 1969. Bước vào tháng 9 âm lịch, tức tháng Giáp Tuất, chúng ta có thể thấy rõ sự thay đổi vận mệnh của những người sinh năm 1969. Thiên can Giáp và địa chi Tuất không chỉ ảnh hưởng đến vận trình chung của tháng này mà còn tạo nên những tác động cụ thể đến người tuổi kỷ dậu. Để hiểu rõ hơn, chúng ta hãy cùng phân tích sự ảnh hưởng của thiên can và địa chi trong tháng này đối với quý vị. Trước tiên, thiên can Giáp là một yếu tố thuộc hành mộc, đại diện cho sự khởi đầu, sự phát triển và những cơ hội mới. Điều này có nghĩa rằng tháng 9 âm lịch sẽ mang đến cho người tuổi kỷ dậu 1969 những khởi đầu đầy triển vọng. Thiên can Giáp có tính chất mạnh mẽ, thúc đẩy sự phát triển và đổi mới, giúp quý vị có cơ hội khám phá những hướng đi mới trong cuộc sống và công việc. Dưới ảnh hưởng của thiên can Giáp, quý vị sẽ cảm thấy tinh thần trở nên phấn chấn hơn, có thêm động lực để bắt tay vào những kế hoạch còn đang dang dở hoặc lên kế hoạch cho những dự án mới. Đây là thời điểm lý tưởng để khởi động các dự án mới, mở rộng kinh doanh hoặc tiến hành các công việc mà quý vị đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Thiên can Giáp cũng khuyến khích sự sáng tạo và tinh thần tiên phong, giúp quý vị dễ dàng thích nghi với những thay đổi và thách thức mới mẻ trong tháng này. Tuy nhiên, một điểm cần lưu ý là thiên can Giáp với tính chất mộc, đôi khi có thể khiến người tuổi kỷ dậu cảm thấy hơi khác lạ với bản tính thận trọng của mình. Hành mộc mang đến sự phóng khoáng và tự do, đôi khi không phù hợp với bản mệnh thổ vốn ưu tiên sự ổn định, cẩn trọng. Do đó, trong tháng này, quý vị cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra các quyết định lớn, đặc biệt là trong các lĩnh vực mà mình chưa quen thuộc. Tiếp theo, chúng ta sẽ phân tích về địa chi Tuất, một yếu tố thuộc hành thổ. Địa chi Tuất tượng trưng cho sự bảo vệ,
trung thành và bền bỉ. Đây là một yếu tố vô cùng tích cực đối với người tuổi Kỷ Dậu 1969 cũng thuộc mệnh thổ. Vì sự tương đồng về hành sẽ tạo nên sự hỗ trợ vững chắc trong cuộc sống và công việc. Hành thổ của địa chi Tuất không chỉ mang đến sự ổn định mà còn giúp quý vị tạo dựng nền tảng vững vàng để phát triển lâu dài. Trong tháng này, sự kiên nhẫn và bền bỉ của quý vị sẽ được thể hiện rõ rệt, giúp quý vị giải quyết những khó khăn trước mắt một cách nhẹ nhàng và thấu đáo. Địa chi Tuất còn giúp quý vị cảm thấy an tâm hơn trong các quyết định liên quan đến gia đình và công việc. Các mối quan hệ xung quanh quý vị sẽ trở nên ổn định hơn, ít xảy ra mâu thuẫn và căng thẳng. Địa chi Tuất với đặc điểm trung thành và bảo vệ cũng cho thấy đây là tháng mà quý vị có thể dựa vào sự giúp đỡ và hỗ trợ từ những người xung quanh. Các mối quan hệ xã hội và công việc đều sẽ có dấu hiệu thuận lợi và quý vị sẽ nhận được sự giúp đỡ kịp thời khi cần. Sự tương sinh giữa địa chi Tuất và mệnh thổ của người tuổi Kỷ Dậu cũng tạo ra sự cân bằng và giúp quý vị giữ được tinh thần vững vàng trong mọi tình huống. Khi kết hợp giữa thiên can giáp, hành mộc và địa chi Tuất, hành thổ, chúng ta có thể thấy một sự tương phản rõ rệt. Mặc dù hành mộc của thiên can giáp có phần xung khắc với hành thổ của địa chi Tuất, nhưng điều này không mang lại ảnh hưởng tiêu cực quá lớn cho quý vị tuổi Kỷ Dậu 1969. Sự khởi đầu từ thiên can giáp mang lại cơ hội phát triển, trong khi địa chi Tuất sẽ giúp quý vị giữ vững được sự ổn định cần thiết để tránh rủi ro. Có thể nói rằng, tháng giáp Tuất là một tháng kết hợp giữa cơ hội và thử thách. Cơ hội đến từ thiên can giáp, nhưng quý vị vẫn cần thận trọng và dựa vào sự ổn định của địa chi Tuất để đưa ra những quyết định đúng đắn. Quý vị tuổi Kỷ Dậu có thể an tâm rằng sự tương sinh từ mệnh thổ sẽ là yếu tố hỗ trợ mạnh mẽ giúp quý vị vượt qua mọi khó khăn và đạt được thành công. Như vậy, trong tháng 9 âm lịch tháng Giáp Tuất, quý vị tuổi Kỷ Dậu 1969 sẽ được hưởng lợi từ sự kết hợp giữa thiên can giáp và địa chi Tuất. Dù có sự khác biệt về hành mộc và hành thổ, nhưng nhìn chung, đây vẫn là thời điểm tốt để quý vị khai phá những cơ hội mới và tận dụng sự ổn định từ địa chi Tuất để phát triển sự nghiệp và tài chính một cách bền vững. Tháng 10 âm lịch tháng Ất Hợi, thiên can Ất, địa chi Hợi. Kính thưa quý vị tuổi Kỷ Dậu 1969, khi bước sang tháng 10 âm lịch tháng Ất Hợi, vận trình của quý vị sẽ thay đổi đôi chút so với tháng trước. Tháng Ất Hợi chịu sự chi phối của thiên can Ất và địa chi Hợi. Hai yếu tố này sẽ tác động trực tiếp đến người tuổi Kỷ Dậu, đặc biệt là trong khía cạnh sự nghiệp và tài chính. Tháng này đòi hỏi quý vị cần thận trọng và bình tĩnh hơn trong việc ra quyết định. Chúng ta sẽ cùng phân tích kỹ lưỡng ảnh hưởng của thiên can và địa chi lên vận mệnh của quý vị. Thiên can Ất thuộc hành mộc, mang tính chất mềm dẻo và linh hoạt, đồng thời cũng đại diện cho sự tinh tế và chu đáo. Tuy nhiên, hành mộc của thiên can Ất lại có sự tương khắc với hành thổ của người tuổi Kỷ Dậu 1969. Điều này báo hiệu rằng quý vị có thể gặp phải một số trở ngại hoặc thách thức trong công việc và tài chính. Hành mộc có thể khiến cho những kế hoạch đã định không đạt được sự ổn định như mong đợi, và điều này yêu cầu quý vị phải cẩn trọng hơn trong việc đưa ra các quyết định quan trọng. Mặc dù thiên can Ất đại diện cho sự mềm mỏng, nhưng đôi khi quý vị cần phải cứng rắn và kiên quyết hơn để đối phó với những biến động không mong đợi. Tính chất của thiên can Ất không hoàn toàn phù hợp với bản tính kiên định và thực tế của tuổi Kỷ Dậu. Vì vậy, trong tháng này, quý vị cần phải duy trì sự ổn định và kiên trì, không để bản thân bị phân tâm hoặc cuốn vào những thay đổi đột ngột. Một điểm cần lưu ý khi chịu ảnh hưởng từ thiên can Ất chính là việc quý vị cần tập trung vào những công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và chi tiết. Đây không phải là thời điểm phù hợp để thực hiện các dự án lớn hoặc các quyết định mạo hiểm. Thay vào đó, quý vị nên tập trung vào việc hoàn thành những kế hoạch nhỏ, củng cố những gì đã xây dựng trước đó và duy trì trạng thái ổn định trong công việc. Tiếp theo, địa chi Hợi thuộc hành thủy, biểu thị cho sự bao dung, nhẫn nại và linh hoạt.
Hành thủy của địa chi hợi có sự tương sinh với hành mộc của thiên can ất. Điều này có nghĩa là dù quý vị tuổi Kỷ Dậu có thể gặp phải một số khó khăn, nhưng nếu biết cách tận dụng sự khôn khéo và mềm dẻo trong cách ứng xử, quý vị sẽ tìm ra được giải pháp cho những vấn đề đang gặp phải. Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng hành thủy của địa chi hợi lại có xu hướng làm suy yếu hành thổ của người tuổi Kỷ Dậu 1969. Sự suy yếu này có thể khiến cho quý vị cảm thấy mất đi sự vững chắc và kiên định vốn có, dễ dẫn đến tình trạng thiếu tự tin hoặc do dự trong quyết định. Vì vậy, trong tháng 10 âm lịch, người tuổi Kỷ Dậu cần phải giữ vững lập trường, không để bản thân bị ảnh hưởng bởi những tác động bên ngoài quá nhiều. Địa chi hợi còn biểu tượng cho sự nhẹ nhàng, dễ chịu, nhưng đôi khi cũng có phần lười biếng và chậm chạp. Quý vị tuổi Kỷ Dậu cần đặc biệt chú ý tránh tình trạng trì hoãn công việc hoặc thiếu đi động lực trong tháng này. Thay vì lơ là hoặc chần chừ, quý vị cần đặt ra những mục tiêu cụ thể và làm việc chăm chỉ để hoàn thành chúng. Sự kết hợp giữa thiên can ất, hành mộc và địa chi hợi, hành thủy, tạo ra một sự tương sinh. Nhưng điều này không trực tiếp mang lại lợi thế cho người tuổi Kỷ Dậu 1969 do mệnh thổ của quý vị bị hành mộc và thủy làm suy yếu. Điều này báo hiệu rằng tháng 10 âm lịch có thể không thuận lợi như tháng 9, và quý vị cần phải cẩn trọng hơn trong việc ra quyết định, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính và sự nghiệp. Tháng này, quý vị có thể gặp một số rủi ro tiềm ẩn trong các dự án kinh doanh hoặc các khoản đầu tư. Việc thận trọng kiểm soát tài chính và không tham gia vào những kế hoạch mạo hiểm là rất quan trọng. Đồng thời, sự suy yếu của mệnh thổ cũng có thể khiến quý vị cảm thấy mất cân bằng về tinh thần, dễ rơi vào tình trạng lo lắng hoặc căng thẳng. Dù vậy, với sự nhẫn nại và mềm dẻo từ địa chi hợi, quý vị hoàn toàn có thể duy trì trạng thái ổn định và vượt qua khó khăn nếu biết cách giữ vững lập trường và kiên trì theo đuổi mục tiêu đã đặt ra. Hãy tập trung vào những gì mình đã làm tốt và tránh việc thay đổi lớn trong tháng này. Như vậy, tháng 10 âm lịch tháng Ất Hợi không phải là thời điểm thuận lợi hoàn toàn đối với quý vị tuổi Kỷ Dậu 1969. Tuy nhiên, với sự linh hoạt và nhẫn nại, quý vị vẫn có thể giữ vững sự ổn định và vượt qua những thách thức. Hãy tập trung vào những mục tiêu nhỏ, tránh rủi ro lớn và giữ vững sự kiên trì để đảm bảo thành công trong thời gian này. Tử vi tháng 9 âm lịch, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên và gia đạo, sự nghiệp. Kính thưa quý vị tuổi Kỷ Dậu 1969, tháng 9 âm lịch tháng Giáp Tuất mang đến nhiều khởi sắc trong sự nghiệp của quý vị. Với sự tương sinh giữa hành thổ của tháng và mệnh thổ của người tuổi Kỷ Dậu, quý vị sẽ nhận được sự hỗ trợ vững chắc về mặt năng lượng để tiến hành công việc suôn sẻ. Sự hòa hợp này giúp quý vị giải quyết tốt các dự án đang thực hiện, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh hoặc thực hiện những ý tưởng mới. Đặc biệt, những ai đang trong lĩnh vực kinh doanh liên quan đến bất động sản, xây dựng hay các ngành nghề liên quan đến đất đai, hành thổ sẽ mang lại nhiều cơ hội tốt. Quý vị có thể thấy công việc phát triển vượt bậc, tạo ra nhiều cơ hội mở rộng thị trường và kết nối đối tác. Tuy nhiên, dù có nhiều thuận lợi, quý vị vẫn cần duy trì tính cẩn trọng vốn có của tuổi Kỷ Dậu. Tháng này, việc quá chủ quan hoặc ra quyết định vội vàng có thể dẫn đến những sai lầm không đáng có. Điều quan trọng là quý vị nên kiểm soát và quản lý công việc một cách tỉ mỉ, tránh để áp lực hoặc thành công ban đầu khiến bản thân lơ là. Hơn nữa, đối với những ai làm trong các cơ quan nhà nước hoặc các vị trí công việc mang tính ổn định, tháng Giáp Tuất là cơ hội để quý vị nâng cao uy tín, thể hiện năng lực của mình. Sự chăm chỉ, kiên trì vốn có của người tuổi Kỷ Dậu sẽ giúp quý vị đạt được những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp. Tài lộc. Về mặt tài lộc, tháng 9 âm lịch báo hiệu một giai đoạn phát triển mạnh mẽ trong tài chính. Nhờ sự tương sinh từ hành thổ,
các khoản đầu tư mà quý vị đã thực hiện từ trước sẽ bắt đầu mang lại lợi nhuận khả quan. Tháng này có thể được xem là thời điểm vàng để quý vị hưởng thụ thành quả từ những dự án tài chính đã lên kế hoạch và thực hiện từ trước. Những cơ hội đầu tư mới cũng có thể xuất hiện, mang lại nhiều tiềm năng phát triển tài chính dồi dào. Tuy nhiên, quý vị cần nhớ rằng, dù tài lộc có thịnh vượng, việc chi tiêu và đầu tư vẫn cần được quản lý một cách khéo léo và cẩn trọng. Tránh việc làm lớn hoặc mở rộng kinh doanh quá nhanh khi chưa có sự chuẩn bị kỹ càng. Đặc biệt, trong tháng này, quý vị nên tập trung vào những kế hoạch tài chính dài hạn, đặt ra các mục tiêu cụ thể để tạo nền tảng vững chắc cho tương lai. Một số lời khuyên hữu ích cho người tuổi Kỷ Dậu là tránh các khoản đầu tư mạo hiểm hoặc chưa rõ ràng. Sức khỏe. Về sức khỏe, tháng 9 âm lịch là giai đoạn mà quý vị Kỷ Dậu cần chú ý giữ gìn cơ thể. Mặc dù vận trình sức khỏe tổng thể của quý vị trong tháng này tương đối ổn định, với hành thổ tác động, quý vị có thể cảm thấy cơ thể được tiếp đất mạnh mẽ, tạo nên sự bền bỉ và dẻo dai. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là quý vị nên lơ là. Hãy nhớ rằng, lối sống lành mạnh và chế độ ăn uống khoa học luôn là chìa khóa giúp quý vị duy trì năng lượng và sức khỏe tốt nhất. Để giữ sức khỏe tốt trong tháng này, quý vị có thể tham gia vào các hoạt động thể thao nhẹ nhàng như đi bộ, yoga hay thiền định. Các hoạt động này không chỉ giúp duy trì thể chất mà còn giúp tinh thần quý vị được thư giãn, giảm bớt căng thẳng từ công việc và cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra, việc chú ý đến giấc ngủ và thời gian nghỉ ngơi cũng rất quan trọng, đảm bảo rằng quý vị không để bản thân rơi vào tình trạng mệt mỏi hoặc quá tải. Tình duyên và gia đạo. Tháng 9 âm lịch này hứa hẹn mang lại sự hòa hợp trong gia đạo và các mối quan hệ tình cảm của người tuổi Kỷ Dậu 1969. Dưới sự ảnh hưởng tích cực từ hành thổ, các mối quan hệ trong gia đình trở nên gắn kết hơn. Sự thấu hiểu và chia sẻ giữa các thành viên cũng được củng cố mạnh mẽ. Nếu trước đây trong gia đình có những mâu thuẫn nhỏ hoặc hiểu lầm, tháng này là thời điểm tốt để giải quyết mọi chuyện một cách êm đẹp. Đối với những người đã kết hôn, tình cảm giữa quý vị và đối tác sẽ có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào và thấu hiểu lẫn nhau hơn. Đây là thời điểm tuyệt vời để quý vị thể hiện sự quan tâm đến gia đình, người thân. Những bữa cơm gia đình, những cuộc trò chuyện thân tình sẽ giúp tăng cường sự gắn kết và mang lại không khí ấm áp, yên bình. Với những ai còn độc thân, tháng này có thể mang lại một vài cơ hội gặp gỡ người mới. Tuy nhiên, đừng quá vội vàng hay thúc ép bản thân vào những mối quan hệ chưa sẵn sàng. Hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên, tập trung vào việc xây dựng và chăm sóc bản thân nhiều hơn. Tháng 9 âm lịch tháng Giáp Tuất là một giai đoạn mang đến nhiều cơ hội thuận lợi cho người tuổi Kỷ Dậu 1969 cả về sự nghiệp, tài lộc và cuộc sống cá nhân. Với sự hỗ trợ từ hành thổ, quý vị sẽ thấy mọi việc tiến triển tốt đẹp, nhưng đồng thời cũng cần duy trì sự cẩn trọng và chú ý chăm sóc sức khỏe để duy trì sự ổn định trong dài hạn. Tử vi tháng 10 âm lịch, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên và gia đạo, sự nghiệp. Kính thưa quý vị tuổi Kỷ Dậu 1969, tháng 10 âm lịch tháng Ất Hợi là giai đoạn mà công việc của quý vị có thể gặp phải một số thách thức đáng chú ý. Sự tương khắc giữa hành mộc của thiên can Ất và hành thổ của quý vị tạo ra những tác động không mấy thuận lợi. Điều này có thể khiến quý vị cảm thấy thiếu ổn định, dễ gặp phải những trở ngại trong các dự án mới hoặc lĩnh vực mà quý vị chưa có nhiều kinh nghiệm. Trong giai đoạn này, quý vị cần đặc biệt thận trọng khi đưa ra các quyết định quan trọng. Đặc biệt, nếu quý vị đang xem xét việc mở rộng kinh doanh hoặc bắt đầu một dự án mới, tháng 10 không phải là thời điểm thích hợp. Những thách thức có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức, từ sự trì trệ trong công việc cho đến sự thiếu đồng thuận giữa các đối tác hoặc đồng nghiệp. Lời khuyên dành cho quý vị tuổi Kỷ Dậu 1969 là hãy tập trung vào việc duy trì và củng cố những gì mình đã đạt được.
thay vì mạo hiểm với những kế hoạch quá táo bạo. Đây là lúc để quý vị dừng lại, đánh giá lại những thành quả đã đạt được và chuẩn bị cho những bước tiến trong tương lai. Việc chờ đợi thời điểm thuận lợi hơn sẽ giúp quý vị tránh khỏi những tổn thất không đáng có. Tài lộc về mặt tài chính, tháng 10 âm lịch có dấu hiệu chững lại. Sự tương khắc giữa Mộc và Thổ gây ra sự đình trệ trong việc thu hồi các khoản đầu tư hoặc những kế hoạch tài chính mà quý vị đang thực hiện không mang lại kết quả như mong đợi. Vì vậy, tháng này không phải là thời điểm lý tưởng để quý vị đầu tư lớn hay thực hiện các giao dịch mạo hiểm. Quý vị tuổi Kỷ Dậu 1969 cần quản lý tài chính một cách khéo léo và chặt chẽ hơn, tránh xa những dự án chưa rõ ràng hoặc tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đây là lúc quý vị cần tập trung vào việc duy trì các nguồn thu nhập ổn định. Không nên mở rộng quy mô kinh doanh hoặc đổ tiền vào những khoản đầu tư mới. Thay vào đó, hãy kiểm soát tốt các chi tiêu và chú trọng vào các kế hoạch tài chính dài hạn. Điều này không chỉ giúp quý vị giữ vững sự ổn định trong tài chính mà còn chuẩn bị tốt hơn cho những cơ hội trong tương lai. Sức khỏe. Về phương diện sức khỏe, tháng 10 âm lịch đòi hỏi quý vị Kỷ Dậu phải chú ý nhiều hơn, đặc biệt là với các vấn đề liên quan đến hệ tiêu hóa và tinh thần. Sự tương khắc giữa hành mộc và thổ có thể khiến sức khỏe của quý vị bị suy yếu, dễ mắc các vấn đề về dạ dày hoặc cảm thấy căng thẳng, áp lực trong cuộc sống và công việc. Để bảo vệ sức khỏe trong giai đoạn này, quý vị cần duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tránh tiêu thụ các thực phẩm không tốt cho dạ dày. Đồng thời, việc ngủ đủ giấc và không thức khuya cũng là điều rất quan trọng. Căng thẳng quá mức sẽ làm suy giảm sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Vì vậy, hãy dành thời gian thư giãn, nghỉ ngơi và tham gia các hoạt động giải trí nhẹ nhàng. Những bài tập thể dục nhẹ như đi bộ, tập yoga hoặc thiền định sẽ giúp quý vị duy trì sự ổn định về tinh thần và cải thiện sức khỏe toàn diện hơn. Việc kiểm soát căng thẳng, giữ tinh thần thoải mái là yếu tố then chốt để quý vị có thể vượt qua tháng này mà không gặp phải vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Tình duyên và gia đạo. Trong tháng 10 âm lịch, về mặt gia đạo và tình cảm, quý vị tuổi Kỷ Dậu 1969 có thể phải đối mặt với một số bất đồng nhỏ trong gia đình. Sự tương khắc giữa Mộc và Thổ đôi khi gây ra sự mâu thuẫn trong giao tiếp hoặc những hiểu lầm không đáng có. Tuy nhiên, quý vị hoàn toàn có thể giải quyết mọi việc bằng sự bình tĩnh và thấu hiểu. Điều quan trọng là quý vị nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn với người thân để tạo ra sự gắn kết. Khi có bất kỳ sự bất đồng nào xuất hiện, hãy nhớ rằng đối thoại và sự đồng cảm sẽ giúp hóa giải mọi căng thẳng. Đây cũng là lúc để quý vị thể hiện sự quan tâm, chăm sóc đối với gia đình mình, củng cố mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ và con cái. Với những người còn độc thân, tháng 10 âm lịch có thể không mang lại nhiều cơ hội mới trong chuyện tình cảm. Quý vị nên tập trung vào công việc và gia đình nhiều hơn, không nên quá lo lắng về chuyện tình cảm. Mọi thứ sẽ dần trở nên rõ ràng hơn khi quý vị có thời gian để nhìn lại và suy nghĩ thấu đáo hơn về các mối quan hệ của mình. Tóm lại, tháng 10 âm lịch tháng Ất Hợi có thể không phải là giai đoạn quá thuận lợi cho người tuổi Kỷ Dậu 1969, đặc biệt là trong công việc và tài chính. Tuy nhiên, với sự kiên nhẫn và cẩn trọng, quý vị vẫn có thể vượt qua mọi thách thức nếu biết cách giữ vững lập trường và kiểm soát mọi tình huống. Hãy chăm sóc tốt sức khỏe, tập trung vào gia đình và duy trì sự bình tĩnh trong mọi quyết định để giữ cho cuộc sống ổn định và hạnh phúc. Bước vào tháng 9 và tháng 10 âm lịch, các bác tuổi Kỷ Dậu nhớ đặt bát muối ở vị trí này. Gia chủ tài lộc vượng phát, tiền tiêu ba đời không hết. Quý vị thân mến, ngoài việc tránh để các vật dụng không phù hợp trong ví, phong thủy còn cho rằng việc sử dụng muối có thể giúp hóa giải năng lượng tiêu cực và mang lại tài lộc thịnh vượng cho gia đình. Theo quan niệm phong thủy,
Muối không chỉ là một gia vị trong bữa ăn hàng ngày mà còn là một công cụ mạnh mẽ trong việc cải thiện vận khí của gia đình. Hôm nay, Phúc Từ Tâm xin chia sẻ với quý vị cách đặt bát muối ở những vị trí thích hợp trong nhà để thu hút tài lộc và xua đuổi những điều không may mắn. 1. Đặt bát muối ở cung tài lộc hướng Đông Nam. Hướng Đông Nam là hướng đại diện cho cung tài lộc trong phong thủy. Và việc đặt một bát muối ở góc này sẽ giúp kích hoạt năng lượng tài lộc, giúp gia chủ thu hút được nhiều của cải. Muối từ lâu đã được xem là một vật phẩm mang lại sự thanh lọc và tẩy uế, loại bỏ năng lượng xấu trong không gian sống. Khi đặt bát muối tại cung tài lộc, quý vị sẽ thấy sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc đổ về như nước. Điều này đặc biệt quan trọng cho những ai đang kinh doanh hoặc đầu tư, vì nó giúp gia tăng may mắn và tạo điều kiện thuận lợi cho công việc phát triển. Cách thực hiện: chọn một bát thủy tinh hoặc gốm sứ, đổ đầy muối đến bát. Đặt 6 đồng xu lên mặt muối. Chú ý để mặt dương của đồng xu, mặt có chữ, hướng lên trên. Đổ nước vào bát muối cho đến khi nước tràn miệng bát. Sau đó, đặt bát muối ở hướng đông nam của ngôi nhà hoặc văn phòng làm việc. Hãy thay bát muối này sau mỗi 2 tháng để giữ cho nguồn năng lượng luôn tươi mới và mạnh mẽ. 2. Đặt bát muối ở cung gia đạo hướng đông. Nếu quý vị muốn cải thiện sức khỏe và sự bình an cho gia đình, hãy đặt một bát muối tại cung gia đạo hướng đông. Hướng đông liên quan đến sức khỏe và sự thịnh vượng trong gia đình. Khi đặt bát muối tại vị trí này, muối sẽ giúp hấp thụ năng lượng tiêu cực và mang lại sự hòa hợp trong gia đạo. Các mối quan hệ trong gia đình sẽ trở nên êm đẹp hơn và sức khỏe của các thành viên cũng sẽ được cải thiện. Cách thực hiện cũng giống như cách thực hiện với bát muối ở cung tài lộc. Quý vị chỉ cần thay đổi vị trí đặt bát muối về hướng đông của căn nhà. Điều này sẽ giúp thanh lọc không khí, cải thiện vận khí, đồng thời mang đến sức khỏe tốt cho mọi thành viên trong gia đình. 3. Đặt bát muối tại cửa ra vào để xua đuổi tà khí. Một vị trí nữa mà quý vị có thể đặt bát muối là gần cửa ra vào. Cửa chính là nơi năng lượng vào và ra khỏi nhà. Do đó, việc đặt một bát muối ở đây sẽ giúp ngăn chặn năng lượng xấu và thu hút nguồn năng lượng tích cực vào ngôi nhà. Phong thủy cho rằng, muối có khả năng tẩy uế rất mạnh và khi kết hợp với nước và kim loại, tác dụng thanh lọc này sẽ tăng lên gấp bội. Quý vị có thể đặt bát muối ở một góc khuất gần cửa chính hoặc phía sau ghế sofa, tránh để bát muối trực tiếp ở nơi dễ thấy để không làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ của căn nhà. 4. Lưu ý quan trọng khi đặt bát muối. Đừng di chuyển bát muối sau khi đã đặt vào vị trí, vì điều này có thể làm phá vỡ năng lượng tích cực mà bát muối đã thu hút. Sau một thời gian, quý vị sẽ thấy muối kết tinh và tràn ra ngoài bát. Đây là dấu hiệu tốt, cho thấy muối đã hấp thụ năng lượng tiêu cực trong không gian sống. Hãy thay thế bát muối mới sau mỗi 2 tháng. Như vậy, việc sử dụng bát muối phong thủy là một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả để kích hoạt tài lộc và hóa giải năng lượng tiêu cực trong ngôi nhà của quý vị tuổi Kỷ Dậu 1969. Hãy thử áp dụng những phương pháp này để gia tăng vận may và thịnh vượng cho gia đình mình. Phúc Từ Tâm xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, tài lộc vượng phát và gia đình luôn hạnh phúc. Nhìn chung, tháng 9 và tháng 10 âm lịch là hai thời điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với những người tuổi Kỷ Dậu 1969. Trong tháng 9, quý vị sẽ đón nhận nhiều cơ hội vàng để phát triển sự nghiệp và cải thiện tài chính, nhưng cần tận dụng đúng lúc để đạt được kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, bước sang tháng 10, cẩn trọng hơn trong việc chi tiêu và quản lý công việc là điều quan trọng. Đồng thời, đừng quên dành sự quan tâm cho sức khỏe và mối quan hệ gia đình, bởi đây là yếu tố cốt lõi giúp quý vị duy trì cuộc sống hài hòa, ổn định. Nếu quý vị thấy nội dung này hữu ích, đừng ngần ngại nhấn đăng ký kênh Phúc Từ Tâm và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ dự đoán tử vi,
phong thủy quan trọng nào cho cuộc sống của mình. Ngoài ra, việc chia sẻ video này với bạn bè và người thân sẽ giúp lan tỏa thêm những điều tốt đẹp, may mắn đến với những người xung quanh. Phúc Tự Tâm xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý vị và rất mong sẽ gặp lại trong những video tiếp theo, nơi chúng tôi tiếp tục mang đến những thông tin hữu ích và giá trị.